Trực tiếp Olympic Tokyo 2020, Quách Thị Lan vượt qua vòng loại. Vào 6 giờ sáng, các lượt chạy vòng loại 400m vượt rào bắt đầu diễn ra. Có 5 lượt chạy vòng loại, 4 vận động viên đứng đầu mỗi lượt cùng 4 người có thành tích tốt nhất, trong nhóm còn lại giành quyền vào bán kết. Quách Thị Lan xuất phát ở đường chạy số 8, lượt thứ 3. Trong số 9 vận động viên tham gia lượt chạy này, thành tích cá nhân của Quách Thị Lan đứng thứ 8. 7 giờ 15 phút, Quách Thị Lan chuẩn bị thi đấu. Và hồi 7 giờ 20 phút, có 5 lượt chạy vòng loại, 4 vận động viên đứng đầu mỗi lượt cùng 4 người có thành tích tốt nhất trong nhóm còn lại giành quyền vào bán kết. Quách Thị Lan bị tụt lại ở đoạn cuối và cán đích với vị trí thứ 5 của lượt chạy thứ 3. Thành tích của vận động viên Việt Nam là 55,71 giây. Sau 3 lượt chạy vòng loại, Quách Thị Lan tạm đứng thứ 15 trong tổng số 24 vận động viên. 7 giờ 30 phút, Quách Thị Lan lên vị trí thứ 4 do một vận động viên đứng trên phạm quy. Vận động viên Việt Nam giành quyền vào bán kết diễn ra vào ngày 2 tháng 8. 7 giờ 45 phút, Quách Thị Lan là vận động viên châu Á duy nhất vào bán kết nội dung nữ chạy 400m vượt rào ở Olympic Tokyo 2020. Cô cũng là vận động viên Việt Nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết môn điền kinh của Thế vận hội. Thành tích của Quách Thị Lan đứng thứ 22 trên tổng số 45 vận động viên. Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở bộ môn cuối cùng tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay 31 tháng 7. Vận động viên Quách Thị Lan thi đấu vòng loại nội dung chạy 400m vượt rào. Đây là nội dung mà Quách Thị Lan đã từng giành huy chương vàng ASEAN 18 cách đây 3 năm. Thành tích tốt nhất của vận động viên Việt Nam ở đường chạy này là 55,30 giây. Hôm nay 31 tháng 7, Olympic Tokyo 2020 có 26 môn thi đấu diễn ra trong tổng số 21 bộ huy chương được trao. Môn bơi chiếm nhiều nhất khi xác định thêm 4 nhà vô địch. Ngoài bơi và điền kinh, môn được quan tâm nhiều nhất là bóng đá nam. Chiều nay các trận đấu ở vòng tứ kết sẽ diễn ra từ 15 giờ với các trận đấu lần lượt là Tây Ban Nha, bờ biển Nga, Nhật Bản, New Zealand, Brazil, Ai Cập và Hàn Quốc, Mexico.